Đến hôm nay thì chúng mình bắt đầu đi chơi xuân nha. Và vì có khá khá các em bé đủ độ tuổi, cho nên là tụi mình quyết định sẽ dành thời gian để chơi xuân ở trong mall West Edmonton thôi. Vì xét thấy trong đây là phù hợp nhất và các bạn nhỏ có thể chơi cả ngày mà không hết trò chơi ở trong này đâu. Mall này thì tụi mình đã có giới thiệu với mọi người trong những cái vlog của Tết 2 năm trước rồi đó. 2 năm sau quay trở lại thì thật ra cái mall nó cũng không có khác gì mấy, chỉ là các bạn nhỏ đã lớn hơn một chút, cho nên các bạn cũng chơi được nhiều trò và enjoy được nhiều thứ hơn. Cái cảnh gì ở chốn đông người mà kỳ dữ vậy trời, nhìn giống như khất thực vậy á ha. Đây. Cảm ơn bố. Chúc năm mới. Nói với phần phát tài. Hạnh phúc an lành. Bình an vĩnh cửu. Còn tôi đánh bài tôi là ê tụi con chưa? Có biết chơi chưa? Đâu biết mà. Con biết sao không? Con phải xác định ra nè, cái thuyền con là thuyền thứ 8. Và tụi con phải lái thuyền vô parking được là thành công. Xa gạt nè con thấy không? Nè có những cái xa gạt nè. Thuyền đó là của ô ha. Bây giờ ai đụng ngô rồi. Rồi tiến vô. Good job. Oh no. Almost. Good job. Đó ô đụng vô là nó kêu kinh kinh con kìa. Đâu cái thuyền của ít đâu. Thuyền của 5 ông rồi đấy. Nó là vô thôi kìa rồi đó. Rồi từ ra chạy ra ấy rồi. Rồi bây giờ con quẹt đúng hết đi. Nó này gió rồi con quẹt lại thì là. Hoặc là con lùi rất là lùi thì phải kéo lại xuống nha. Rồi hết giờ. Hết giờ. Rồi cho cái bài tạm biệt. Vui quá à. Vui quá. 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 Bây giờ chúng mình đang đi đến điểm đến tiếp theo, đó là công viên Galaxy Land, công viên trong nhà lớn nhất Bắc Mỹ và cũng là công chuyện chính của ngày hôm nay. Vé thì đã được mua online và với chiếc vé này chúng ta sẽ chơi từ sáng tới chiều cho đến lúc nó đóng cửa thì thôi. Bây giờ thì các bạn nhỏ sẽ làm liền cho nóng nha. Con không lái được hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Au, khó quá, đau chân quá má ơi. Au, đau chân quá. Khủng nhất ở đây là nhúc nít. Ba đi trước đi, ba ngồi trước đi. Không, mẹ nó thấy gì đâu. Không, ba cầm. À. Điện nhớ. Không thực hiện như này ra. Đi xuống đây là cần một liên tục luôn em. Trời ơi, mình bự lắm. Trời ơi, mình đi đi. Mình đi chứ mình xanh dương nha. Bây giờ thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Để cho tiết kiệm chi phí và cũng để có thể ăn thiệt là nhanh còn quay trở lại chơi tiếp. Vì công viên 5 giờ đã đóng cửa rồi thì cả nhà chúng mình quyết định sẽ ăn ở food court. Ăn xong thì lại quay trở lại càn quét hết các trò chơi còn lại ở trong công viên nè. Bắn lên xe thôi, con không có gì hết nha. Tiếp tục.
Welcome to Galaxy Land's Super Simon. You'll need speed and skill to score in this game. Find the lineup buttons and press them as fast as you can to score points. The faster you press them, the more points you score for your team. During the final few seconds of the game, Super Simon scoring kicks in for bonus points. When you're ready, press your team's button to start the game. 3, 2, 1, Super Simon! Giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi. Ừ, đàn ông quá ta. À, giữ rồi, giữ rồi. Biết ba trước mặt, trước mặt. Sắp ra. Tiếp tục Frenzy. Ê, bước ra người ta làm. Yeah. Over. Đàn ông dữ ha. Rồi, không. Green team. Mình sẽ chơi trò roller coaster gọi là cootie coaster. Felix, đâu vô coi coi đi được không? Được ride là mừng rồi, rồi vô. Lúc này thì Ba Huy và các bạn nhỏ đang xếp hàng để chờ chơi một trong những trò cảm giác mạnh nhất ở đây. Vậy thì lên đi. Ủa vậy là cảm giác mạnh dữ chưa? Chứ cảm giác mạnh gì mà không có si nhê gì hết. Đến cả em út ít mà còn đòi chơi lại lần nữa là sao? Và đây là trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay. Mọi người nhìn, có đoán được là trò gì không? Đó là mê cung gương. Có ai đã từng chơi trong ký ức tuổi thơ của mình không? Này có đường không? Này không có đường, này kính. Rồi quẹo ra, hình như là kính không đó đúng không? Bên này bên đó có đường không con? Rồi No, this mirror. Ê, con đi quay ngược lại rồi đó. Rồi.
Vì sao mà nhìn trước mặt mình không thấy á? Ừ, nói dữ vô hồi rụt cụm đầu cái cốm mà thấy. Cái mũi nè. Quê. Go straight. Đi từ từ cô, đi nhanh quá nó ra. Giờ. Ê ra luôn rồi hả? Tới rồi. Ủa sao mà nó xáo đầu? Ừ. Ôi, vui. Sao? Tại tại tụi con đi nhanh quá. Yeah. À, người ta nào không tin? Ồ vậy đó hả? Nè rút ra mẹ. Thế là đã hết một ngày chơi bời kịch liệt. Vậy mà cuối ngày các bạn nhỏ cũng vẫn phải đòi nán lại ở đây một chút để đọc sách rồi thì mới chịu về. Hôm nay là sáng ngày mùng 4 và cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi lần này. Từng người mở ra xem trong này có ai. Có ít. Có ai nữa? Đây là ai? Bắt được rồi. Và sáng nay thì hai nhà chúng mình sẽ ăn sáng, sau đó thì đi bơi một chút rồi lên đường về thôi. Đây là khu buffet sáng của khách sạn chúng mình ở. Tuy là không có nhiều món nhưng những món cơ bản để đủ cho một bữa ăn sáng thì cũng ok. Trở về Calgary thì chúng mình sẽ ghé ở tiệm này để ăn trưa. Hai vợ chồng mình là fan của TVB đã rất là lâu rồi. Riêng mình thì chắc cũng phải đã 30 năm. Mỗi lần xem phim cũng rất là bị hấp dẫn bởi những cái đồ ăn, đồ uống, ẩm thực của Hồng Kông. Nhưng mà tới bây giờ thì mới có cơ hội được vào một cái tiệm ẩm thực Hồng Kông để thử đó. Tuy là không có biết ở đây có chuẩn ẩm thực Hồng Kông hay không, nhưng ấn tượng đầu tiên của vợ chồng mình khi vào đây là thấy tiệm cũng khá là có chất Hồng Kông như tụi mình đã từng thấy trên phim, và đặc biệt là rất là đông khách nha. May sao vẫn có cái bàn lớn cuối cùng dành cho nhóm tụi mình. Bây giờ thì thử cùng xem qua menu nha. Ở trang đầu tiên là chúng ta sẽ đọc được một phần giới thiệu về các nét đặc trưng của ẩm thực Hồng Kông. Cái trang này viết là do lịch sử của Hồng Kông là thuộc địa của Anh và là cảng thương mại quốc tế lớn, ẩm thực Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề từ ẩm thực Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Do đó, các chuyên gia sành ăn đã mệnh danh Hồng Kông là thiên đường ẩm thực và là hội chợ ẩm thực của thế giới. Nhìn qua thì nói chung menu cũng không có quá nhiều món, chỉ khoảng 36.400 món thôi à, và đủ để mình hoang mang rối trí mà không biết order cái gì luôn á. Thôi thì mình sẽ bắt đầu bằng một món quen thuộc mà phim Hồng Kông hay ăn lắm, mọi người có biết là món gì không? Mình sẽ xem tiếp để biết đó là món gì nha.
Đúng rồi, đó là món cá viên cà ri. Chồng hỏi ăn thì chồng cho em lấy ý kiến trước. Thơm mùi cà ri ha. Coi có giống lúc anh ăn ở Hồng Kông không? Giống không, giống không? Hồng Kông nó ngon hơn, ngấm hơn. Nóng không, nóng không? Không nóng lắm. Nhưng mà Hồng Kông á, Hồng Kông chắc anh nghĩ chắc là nó ngâm lâu rồi. Rồi luôn anh thử thử đi. À đúng rồi. Cái này nó đỡ đi ăn. Cái này nó đỡ đi ăn. Cái món này là cay nha, cà ri mà. Mình chưa coi phim đó mà phim đó giờ cũ lắm rồi. Cái vị thương là có phải cô Dương Hương Hoa không? Mỗi mang Hồng Kông thấy ngon hơn. Lúc anh đi Hồng Kông là có lợi không? Không, anh là đi biên mà. Nhưng mà có đi Hồng Kông có ăn thử này chưa để cầm the? Không, anh ăn không. Ăn cái hẻ gì trong xa chuỗi á, đi qua bên phía anh. Ô, cái mùi thơm. Còn đây là món lạc xa. Theo mình tìm hiểu thì món này thật sự không phải chuẩn là ẩm thực của Hồng Kông. Lạc xa nổi tiếng ở Indonesia, Malaysia và Singapore hơn. Không biết có đúng không mọi người ha? Còn đây là trà sữa Hồng Kông. Xem phim TVB thì lúc nào người ta vào quán trà người ta cũng muốn trà sữa hết á. Mình sẽ lần lượt thử nha. Cái này đúng rồi, trong những cái trend đúng thôi. Trà sữa Hồng Kông nó hơi có gì đó, condense sữa đặc á. Đúng, những cái trend nó cũng như vậy à. Đúng, cái này giống cái ly. Cái gói mà đi mua là cái ly. Nó cái gì vậy? Đại nhiên cũng thử đi nè. Đợi còn Nguyên Hương có ai muốn thử không? Em thử chắc rồi đâu. Người mua sữa đặc liền luôn á. Không được một cái. Đúng rồi, gửi mùi sữa đặc này luôn. Dính gì này? Ô mày, lạc nhất thì nhanh luôn nha. Hợp với anh rồi, hợp với anh. Lạc nhất cái vị không, tức là không có vị ngọt đó ha. Nó có vị đắng đắng của cà phê. Rồi, thấy đúng kiểu anh rồi. Mà nó cũng hơi béo béo của trà sữa. Coi có đúng không? Nó lạc, nó chứ không có luôn. Cây nha. Cây hả? Cây, có mùi cà ri, có mùi đậu phộng. Ừ, đó, thì anh nói là của Malai mà. Cái bún nó không có mềm như bún của mình. Đúng rồi. Nó là giòn giòn. Ừ. Cái gì ta? Cái cọng của nó gọi là cọng. Cộng của nó gọi là con bihon á. Này cá. Ok. Trời lạnh mà ăn này đã lắm á. Ừ, vừa cay cái mùi cà ri ha. Thơm peanut nữa ha. Ừ. Oh, thank you. Enjoy. Every video okay so far? Yeah. Oh. Cuối cùng thì món cuối cùng cũng đã ra. Món này gọi là cơm tay cầm hay là cơm thố đất gì đó. Trong đây thì có sườn non và lạp xưởng. Thật là trớ trêu mà món ăn dành cho các bạn nhỏ thì lại ra cuối cùng. Thôi để các bạn tập trung ăn nha, đói lắm rồi. Và ăn xong thì chúng mình cũng về Calgary luôn đây. Kết thúc chuyến đi chơi Tết năm 2024. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.